Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha anh em. Trong video này Khải cũng up lên cho anh em xem lại cho vui nha. Đây anh em ơi, thì nhiều anh em hỏi Khải xích đồ Khải bao nhiêu và tăng điểm như thế nào đó. Tầm này thiếu điểm anh em ơi. Tầm này ít nhất phải tăng cái hiển thị nhu cực là max cấp nè. Nhưng mà hiện tại bây giờ chưa đủ cấp đúng không tăng á. Khoảng 89-90 max nè, 89-90 max. Rồi cái này cũng vậy. Còn đến ít điểm nữa mới mất. Tùy theo cái ví dụ mình có cái đao 20 thì mình tăng 28, còn cái đao 30 thì mình tăng 23 nè đó. Rồi một điểm chạy, một điểm kháng. Rồi tăng max 6x, max skin 1x đầu tiên là lá chiến mạng 50 với lại 215 sát thương, và tiếp tục đó là max hô phong pháp đó. Sau này dư điểm sẽ tiếp tục tăng về cái độ chỗ này, nó lấy thêm chiến mạng và sát thương nữa nè đó. Rồi hiện tại khả năng tăng 135 sức mạnh và sinh khí 320. Sau này tính tiếng anh em, tùy cơ ứng biến nè. Xe bộ này kéo xe tổng kim có hai ạc thôi, nên là tùy cơ ứng biến nè. Rồi sẽ đồ anh em ơi. Chúng là đầu tiên cây đao. Đó. Cây đao Khải mua nem kim nè. Cây đao hồi chiều Khải mua là 300 350 đâu, nem kim sống nè. 300 300 mấy chục nghìn đó. Rồi, đó, sát thương 30, 71%, ok chưa? Nói chung là tầm này thì chưa có đao tóc nè. Nên nhiều anh em hỏi là sao lại mua đâu này, chắc chắn là nhiều anh em hỏi như vậy. Nhưng mà hiện tại giờ mới có 80 năm 84 thôi. Server mới có được 2 ngày thôi mọi người. Đây là ngày thứ 4, ngày thứ 3. Hôm nay ngày thứ 4 rồi. Đây là ngày thứ 4 rồi. Đó, sở hữu được cái đao này là Khải thấy rau lên là Khải giật ngay nè, mua ngay. Đó, nem kim thôi. Rồi, tiếp tục là cái nón kim, sinh lực nguồn lực. Đó, nó hơi sâu một tí nhưng mà được cái hiệu ứng sinh lực cao nè. Sau này có nón nào đẹp thì thay nha mọi người. Rồi áo hiệu ứng phục hồi 40, không có sinh lực luôn, vì tìm không có cái áo nào ngon hơn cả. Giờ chiều thì vẫn dùng kim phong thôi nè. Rồi bao tay kháng lôi 15 sinh lực 191. Ngọc bòi thì sinh lực cao, không có kháng lôi luôn, đang tìm ngọc lòi mới nè mọi người. Xe bò chưa thấy cái ngọc bòi nào ngon luôn nè. Rồi cái đây làm chậm 20 sinh lực nội lực. Đó, thân pháp coi như bỏ đi, thân pháp coi như bỏ, sinh lực lực là ok rồi. Nhẫn cũng sinh lực lực, thân pháp 20 nè, ok chưa? Đó, hai nhẫn 5 chậm thì được 40 chậm nè, 40 chậm nha nè. Rồi, nhẫn chón kháng hỏi sinh lực lực 20, chón 20. Rồi, đôi giày sinh lực 115, tóc 22 và kháng hỏi và chón 20. Tại tính ra thì Khải được 40 chón nè, 40 chậm rồi nè. Đó, và cái áo phong hồi 40, đó ok, dạ thôi. Đợi ngày mai kiếm cái top tống kim cho vui nè. Ngày mai mua đất chuẩn bị rồi kiếm top tống kim, kiếm top tống kim chơi nè. Đó. Ok chưa? Nói chung là sẽ đồ tầm trung bình rồi thôi nè. Chung là chưa tới 10 kim sẽ đồ này vài trăm xu, vài trăm xu món nè. Mắc nhất là cái đao nè. Áo này mua 600 xu, nón này chan ra. Đai lưng này mua 200 xu, giày này mua 200 xu, nhẫn này mua 200, ngọc bội này cho, bao tay này xin. Rồi nhẫn này chan ra. Đó, nói chung là mắc nhất vẫn cái đao 6 kim rồi nè. À, cái đao 5 kim chứ. Đao 5 kim. Rồi, đỡ cái gì tối mai đánh tống kim cho anh em xem thử có lên được nội top không nha nè. Đó, tầm này thì không biết thì lên được nội top không nha. Ngày mai anh em xem trận tống kim tối mai thì như thế nào nha nè. Đừng quên cho Khải một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Rồi, ví dụ như Khải được mua được món đồ nào ngon hơn, hoặc là đồ gì ok hơn thì Khải sẽ làm video cho anh em xem sau nha.